định nghĩa và giàu có. Trong một lần Elon Musk làm diễn giả cho một hội nghị ở Hoa Kỳ về đầu tư và tài chính, phần hỏi đáp, ông nhận được một câu hỏi khiến mọi người phải bật cười. Thưa ông, là người giàu nhất thế giới, ông có thể chấp nhận việc con gái mình kết hôn với một người đàn ông nghèo và bình thường không? Ông nói, trước hết hãy hiểu rằng giàu có không có nghĩa là có một tài khoản ngân hàng hoành tráng. Giàu có trước hết là khả năng tạo ra của cải. Ví dụ, một người nào đó trúng xổ số hoặc thắng bạc. Ngay cả khi anh ta thắng 100 triệu thì anh ta cũng không trở thành người giàu. Anh ta chỉ là người nghèo với rất nhiều tiền. Đó là lý do tại sao 90% triệu phú xổ số trở lại nghèo khổ sau 5 năm. Ta có thể gặp những người giàu có nhưng không có tiền. Ví dụ, hầu hết các doanh nhân, họ đã và đang trên con đường trở nên giàu có ngay cả khi họ chưa có tiền, bởi vì họ đang phát triển trí thông minh tài chính của mình. Và với tôi, đó chính là sự giàu có. Người giàu và người nghèo khác nhau như thế nào? Nói một cách đơn giản, người giàu có thể chết để trở nên giàu có, trong khi người nghèo có thể giết người để có tiền. Nếu bạn thấy một người trẻ quyết định rèn luyện, học hỏi những điều mới, luôn cố gắng cải thiện bản thân không ngừng, hãy tin rằng anh ta là một người giàu có. Nếu bạn thấy một người trẻ tuổi nghĩ rằng anh ta nghèo là do nhà nước, rằng người giàu toàn là người xấu, kẻ trộm và luôn chỉ trích người khác, hãy tin rằng anh ta là một người nghèo. Người giàu tin rằng họ chỉ cần thông tin và học hỏi để thành công. Người nghèo nghĩ rằng người khác phải cho họ tiền để họ cất cánh. Tóm lại, khi tôi nói rằng con gái tôi sẽ không lấy một người đàn ông nghèo, tôi không nói về tiền bạc. Tôi đang nói về khả năng tạo ra của cải ở người đàn ông đó. Xin lỗi vì đã nói điều này, nhưng hầu hết tội phạm đều là những người nghèo. Khi đứng trước đồng tiền, họ mất lý trí. Đó là lý do họ cướp giật, trộm cắp. Đối với họ đó là lối thoát vì họ không học hỏi được kỹ năng tự mình kiếm tiền. Như chuyện về người bảo vệ nghèo của một ngân hàng. Một lần anh tìm thấy một chiếc túi đầy tiền. Anh ta đã lấy chiếc túi và đi đưa cho giám đốc ngân hàng. Mọi người gọi người đàn ông này là đồ ngốc. Nhưng thực tế người đàn ông này chỉ là một người giàu chưa có tiền. Để cảm ơn, ngân hàng mời anh làm lễ tân, ngoài giờ làm anh đi học. 3 năm sau, anh được đề cử làm giám đốc khách hàng. Và 10 năm sau, anh trở thành quản lý khu vực của ngân hàng này. Dưới quyền anh có hàng trăm nhân viên. Thu nhập của anh bây giờ gấp nhiều lần số tiền anh trả lại ngày nào. Lại có vị trí xã hội và lòng tự hào mà việc giấu giếm số tiền không thể đem lại.